Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trải qua mấy nghìn năm lịch sử, các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc có xuất thân, bề dày từng trải và bối cảnh lịch sử khác nhau, nên đã hình thành các mô típ cầm quyền khác nhau. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo ở mỗi thời kỳ đều đi lên từ những khó khăn để khôi phục và phát triển đất nước. Nhưng họ đều có những dấu ấn tư tưởng chính trị của riêng mình, để từ đó phát triển và hình thành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ một đất nước bị đế quốc phương Tây chèn ép đã trở thành một cường quốc trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Vậy sự giống và khác nhau về thể chế chính trị và cơ chế quản lý giữa các triều đại phong kiến và chính quyền mới là gì? Những chế độ cầm quyền đó đã để lại những dấu ấn như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay. Vào thời kỳ phong kiến, theo giới nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, nếu kể cả những ông vua thuộc các triều đại nhỏ thì trong thời kỳ phong kiến nước này tính đến hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi có hơn 300 vị vua chúa, trong đó có 110 ông vua thuộc các vương triều lớn và danh tiếng. Nếu trừ đi một số vua mất sớm tại vị thời gian ngắn bởi nhiều nguyên nhân và vua của một số nước nhỏ chưa từng thống trị vùng Trung Nguyên thì còn lại 85 vị vua. Theo phân loại của các nhà sử học Trung Quốc, 85 vị vua này chia làm 7 loại theo thứ tự xấu, tốt, thấp, cao như sau. Vua xấu, vua vô vị, vua đủ tiêu chuẩn, vua có cống hiến đáng kể, vua nhân từ, vua ưu tú và vua tốt nhất. Tuy nhiên, một số học giả lại đúc kết tiêu chuẩn một cách khái quát hơn, cho rằng các nhà cầm quyền ở Trung Quốc có thể chia làm hai mô típ. Một là độc đoán và cứng rắn, hai là ôn hòa và cân bằng. Vậy, các lãnh đạo cứng rắn là những ai? Nhóm các nhà lãnh đạo kiểu này có cá tính mạnh mẽ, từng trải qua những thăng trầm và lăn lộn trong cuộc sống, tự tay gây dựng cơ đồ. Họ thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay mình, tự mình quyết đoán, quyết định những quyết sách trọng đại cho dù cấp dưới có ý kiến bất đồng nhưng vẫn bất chấp tất cả, thậm chí sẵn sàng phá bỏ các quy định, quy chế đã có, tự ý đưa ra quy định theo ý riêng của mình. Quyết tâm thực hiện ý đồ của mình bằng mọi giá nên họ thường mang phong cách quản lý đất nước độc đoán. Do tính cách trên nên họ tạo ra cho mình nhiều địch thủ. Vì vậy, những người nắm quyền này thường có tính đa nghi, cảnh giác cao độ đối với những thế lực chống đối hoặc là bất đồng chính kiến. Họ thường sẵn sàng thanh trừng cả những chiến hữu từng đồng cam cộng khổ với mình trước đây để bảo vệ địa vị độc tôn. Điển hình trong mô típ lãnh đạo cứng rắn ở Trung Quốc có thể kể đến Tần Thủy Hoàng Danh Chính, sinh năm 259 trước Công Nguyên, mất năm 210 trước Công Nguyên. Danh Chính sinh ra ở Hàm Đan, thủ đô nước Triệu. Năm 10 tuổi, nước Triệu rối loạn, Chính cùng gia đình chạy sang nước Tần. Năm 13 tuổi, kế vị vua. Năm 22 tuổi, thâu tóm thành công quyền lực cung đình. Năm 39 tuổi, lần đầu tiên thống nhất Trung Quốc sau một giai đoạn lịch sử dài có nhiều nước nhỏ tranh hùng. Mặc dù nước Tần khi đó rất hùng mạnh, nhưng thường xuyên đe dọa bởi người Hung Nô ở phương Bắc, nên Tần Thủy Hoàng ra lệnh khởi động sáng kiến xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Công trình được các thế hệ tiếp theo hoàn thành trong nhiều thế kỷ và đánh đổi bằng nhiều sinh mạng. Tần Thủy Hoàng tài giỏi nhưng đồng thời cai trị rất hà khắc, hiếu sát, thanh trừng bất kỳ ai kể cả con và người thân thích nên bị dân chúng lên án. Tào Tháo, sinh năm 155, mất năm 220 sau Công Nguyên, tự là Mạnh Đức, sống cuối thời Đông Hán. Giống như Tần Thủy Hoàng đế, Tào cũng lăn lộn, từng trải nên rất độc đoán chuyên quyền và cũng rất đa nghi, hiếu sát. Tương tự, Thiết Mộc Chân được mệnh danh là vua của thế giới. Sinh ra ở Bắc miền Trung Mông Cổ, khi xưng đế vào năm 1206 để lập ra Triều Nguyên, ông đổi tên là Thành Cát Tư Hãn. Ông là người dân tộc Mông Cổ, nhưng Nguyên Triều thống trị vùng đồng bằng Hoa Hạ ở trung tâm Trung Quốc nên được coi là nhân vật lịch sử chung của cả Trung Quốc và Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn còn được các nhà sử học mệnh danh là ông vua chiến tranh. Trong ba đời vua, triều đình Nguyên Mông đã phát động những cuộc chinh phạt quy mô lớn từ châu Á sang châu Âu, chinh phục Ấn Độ, chiếm Ai Cập, lập ra một đế chế Á-Âu lớn nhất thế giới. Thành Cát Tư Hãn đã tiêu diệt hơn 40 nước, hơn 720 dân tộc. Nhà cầm quyền ôn hòa ở Trung Quốc là ai? Một số người cầm quyền dạng này trong lịch sử Trung Quốc cũng từng trải, lăn lộn với cuộc sống, có cá tính riêng nhưng không mạnh mẽ.
trong thời chiến cũng như thời bình, biết lắng nghe ý kiến của quần thần và cấp dưới. Họ được lòng các quần thần, các bộ hạ tài ba nên được tận tâm giúp sức. Nhóm này thâu tóm quyền lực trong tay nhưng không kiểm soát quyền lực một cách độc đoán mà thường ngả theo quan điểm của tập thể khi quyết định những sự kiện trọng đại. Điển hình cho loại thứ hai có thể kể đến Hán Cao Tổ Lưu Bang, sinh năm 256 trước Công Nguyên, mất năm 195 trước Công Nguyên. Ông được giới nghiên cứu Trung Quốc gọi là ông vua bình dân áo vải. Sau khi đánh bại Hạng Vũ, lập ra nhà Hán vào năm 206 trước Công Nguyên, Lưu Bang đã tổng kết bài học kinh nghiệm về chiến thắng của mình với các quần thần như sau. Sở dĩ ta đánh thắng Hạng Vũ là do ta biết sử dụng những người tài hơn ta. Mưu lược trong màn chướng để đánh thắng ngoài chiến trường, ta không bằng Trương Lương. Để cầm quân trăm trận đánh, trăm trận thắng, ta không bằng Hàn Tín. Để trấn an quân lính, tính toán chu toàn, đảm bảo hậu cần quân lương đầy đủ, ta không bằng Tiêu Hà. Để duy trì kỷ cương trong nội cung, ta không bằng Trần Bình. Còn Hạng Vũ có nhiều tướng giỏi như Phạm Tăng cũng không biết sử dụng. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ có thể được xếp vào nhóm nhà cầm quyền độc đoán. Lưu Bị, sinh năm 161, mất năm 223, một nhà quân Việt thời Tam Quốc, đứng đầu nước Thục tranh hùng với Tào Tháo của Ngụy và Tôn Quyền của Ngô trong thời gian 60 năm, từ năm 220 đến năm 280. Ông kết nghĩa với Quan Vũ, Trương Phi và luôn tìm kiếm thu hút người tài giỏi về phò tá. Điển hình là sự tích được nhiều sử truyện lưu lại về việc Lưu Bị chiêu mộ Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược tài giỏi trong lịch sử. Một trường hợp khác, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sinh năm 598, mất năm 649, là một nhà cai trị thành công. Ông được ghi nhận là người biết lắng nghe ý kiến quần thần và khá được lòng dân chúng. Nhà Đường phát triển mạnh mẽ dưới thời Lý Thế Dân, được gọi là Đại Đường Thịnh Thế và tồn tại gần 300 năm, từ năm 618 đến năm 907. Kính thưa quý vị, trải qua thời kỳ phong kiến, Trung Hoa Dân Quốc là một chính thể tiếp nối sau triều đình nhà Thanh để khôi phục lại dân tộc Hán thất lạc từ thời nhà Minh cũ tại năm 1912, chấm dứt hơn 2.000 năm phong kiến tại Trung Quốc. Đây là chính thể Cộng hòa hiện đại đầu tiên của Trung Quốc và từng lãnh đạo toàn bộ đất nước Trung Quốc trên danh nghĩa từ năm 1911 đến 1949 và lãnh đạo Đài Loan từ năm 1949 đến nay. Đặt nền móng cho một đất nước thống nhất và bắt đầu công cuộc hiện đại hóa đất nước. Từ một nước phương Đông bị các đế quốc phương Tây chèn ép, trải qua các thế hệ lãnh đạo đã trở thành một cường quốc trên thế giới. Vậy các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xây dựng và quản lý đất nước của mình như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Các thế hệ lãnh đạo của nước Trung Quốc mới. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập do Mao Trạch Đông đứng đầu. Tới nay đã trải qua 5 thế hệ lãnh đạo. Mao chính là thế hệ thứ nhất. Mao Trạch Đông, sinh năm 1893, mất năm 1976, là người có cá tính mạnh mẽ, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và vươn lên đỉnh cao quyền lực sau nhiều năm lăn lộn ở nông thôn với các phong trào nông dân. Trong suốt 27 năm, ông và các đồng chí của mình đã kiên trì thực hiện công cuộc cải cách kinh tế xã hội vĩ đại mang ý nghĩa sâu xa trên đất nước Trung Quốc theo hướng xóa bỏ các tàn tích trung cổ lạc hậu, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho xã hội dân chủ và bình đẳng hơn. Dù trong quá trình thực hiện, ông đã mắc một số sai lầm gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho xã hội Trung Quốc. Những tổn thất, thiệt hại do những chính sách mà Mao đưa ra, trong những phong trào do Mao phát động, một phần do sự nhiệt tình thái quá đến mức cực đoan của những cán bộ trực tiếp thực thi và của công chúng. Từ năm 1949 đến năm 1976, Mao Trạch Đông luôn là nhân vật quan trọng nhất trong chính quyền Trung ương Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại quân đội Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo. Tiếp đó, Mao thực hiện những kế hoạch kinh tế ngắn hạn với sự giúp đỡ của Liên Xô để xây dựng nền tảng công nghiệp cho Trung Quốc. Với mong muốn đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường trong thời gian còn nhanh hơn cả Liên Xô từng làm, Mao phát động phong trào đại nhảy vọt và công xã hóa vào thời kỳ cuối những năm 50 của thế kỷ 20. Sau khi giành được chính quyền, Mao Trạch Đông đã tiến hành nhiều cải cách kinh tế, xã hội như cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa tất cả các doanh nghiệp tư nhân, giải tán các đảng phái chính trị cánh hữu, các hội kín, triệt hạ các băng đảng tội phạm.
sinh ra và lớn lên trong xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thế kỷ 19 và đã chứng kiến nạn quân phiệt cắt cứ cuối thời nhà Thanh. Mao Trạch Đông chịu ảnh hưởng lớn từ các bài học trong lịch sử Trung Quốc. Ông tin rằng cần phải mạnh tay chấn áp mọi lực lượng chống đối thì mới có thể giữ ổn định được một đất nước rộng lớn và đông dân như Trung Hoa. Khi bị Quốc dân đảng bao vây truy quét giáo giết, Hồng quân Trung Quốc phải tiến hành cuộc trường chinh rời bỏ căn cứ Giang Tây lên Thiểm Tây. Trong cuộc trường chinh này, quân số của Hồng quân từ 860.000 người chỉ còn lại khoảng 300.000 người. Năm 1935, khi hành quân tới huyện Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Mao đã tổ chức hội nghị thay đổi ban lãnh đạo và tự lên nắm quyền chỉ huy Hồng quân. Dư luận cho rằng ông là người độc đoán, sùng bái cá nhân, nên trong thời gian nắm quyền, ông thực hiện nhiều chính sách cực tả, duy ý chí như cuộc thí điểm nhảy vọt lên chủ nghĩa cộng sản và công xã nhân dân. Tiếp đó, ông phát động cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản trong 10 năm từ năm 1966 đến năm 1976, tiến hành thanh trừng hầu hết các chiến hữu của mình, những khái quốc công thần bao gồm Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và 9 nguyên soái. Hơn 5 triệu trí thức và hơn 3 triệu cán bộ lão thành bị liên lụy dưới nhiều hình thức. Thế hệ lãnh đạo thứ hai của Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình đứng đầu. Đặng cũng là người có cá tính độc đoán, từng du học ở Pháp và sớm tham gia cách mạng Trung Quốc. Ông ta từng 3 lần bị đảng thi hành kỷ luật và 3 lần được phục hồi chức vụ. Năm 1977, Đặng được phục hồi chức vụ và năm 1978, tại Hội nghị Toàn thể Trung ương 3 khóa 11, Trung Nam Hải đã xác lập địa vị lãnh đạo của ông ta. Tương tự Mao, Đặng tự mình ra nhiều quyết sách và trong đó có những quyết sách tồi tệ bị dư luận thế giới phản đối mạnh mẽ, bao gồm quyết định phát động cuộc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979. Tiếp đó, mặc dù đã nghỉ hưu, không còn giữ chức vụ trong đảng, nhưng Đặng vẫn đủ quyền lực và ảnh hưởng để hạ bệ Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang vào năm 1987. Tiếp đó là Tổng Bí thư Triệu Tử Dương năm 1989 mà không cần tuân theo các trình tự. Ngày 15 tháng 5 năm 1989, khi hội đàm với Tổng thống Liên Xô tại Bắc Kinh, Triệu Tử Dương nói: "Mặc dù không thành văn bản, nhưng đảng chúng tôi quy định trước khi quyết định những vấn đề trọng đại đều phải xin ý kiến đồng chí Đặng Tiểu Bình, cho dù đồng chí đã nghỉ hưu." Sau này, một trong những tội mà ông Triệu Tử Dương bị quy kết là tiết lộ bí mật quan trọng của đảng. Nhiều quan điểm trong giới nghiên cứu xếp Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình vào mô típ nhà cầm quyền thứ nhất. Giang Trạch Dân là người đứng đầu ban lãnh đạo thế hệ thứ ba của Trung Quốc. Năm 1989, khi ông đang làm bí thư thành ủy Thượng Hải thì bất ngờ được điều động lên Bắc Kinh làm tổng bí thư thay Triệu Tử Dương vừa bị hạ bệ. Lên nắm quyền trong giai đoạn chính trường Trung Quốc diễn biến phức tạp, Giang được cho là hành động thận trọng và lắng nghe ý kiến các vị lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 1989-1997, đặc biệt là thái độ của Đặng Tiểu Bình. Giang Trạch Dân xuất thân từ dân sự nên mặc dù giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Giang phải mất nhiều năm để giành quyền kiểm soát quân đội. Dư luận cho rằng Giang chẳng thuộc một tuýp nào. Người kế nhiệm Giang, Hồ Cẩm Đào là thế hệ thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1974, khi giữ chức thư ký Ủy ban xây dựng tỉnh Cam Túc, Hồ được Tống Bình khi đó là bí thư tỉnh ủy Cam Túc chú trọng bồi dưỡng. Khi Tống Bình được điều về Bắc Kinh trở thành Ủy viên Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị, phụ trách công tác tổ chức của Đảng, đã giới thiệu Hồ Cẩm Đào với Đặng Tiểu Bình để đào tạo bồi dưỡng theo con đường Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nên năm 1985, Hồ Cẩm Đào từng giữ chức bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản. Có thể nói, Hồ Cẩm Đào bước lên đỉnh cao chính trị nhờ hai nhân vật đầy quyền lực đó là Tống Bình và Đặng Tiểu Bình. Trong hội nghị chủ bị Đại hội thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tháng 10 năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã chỉ thị Hồ Cẩm Đào là người kế thừa địa vị lãnh đạo của Trung Quốc thời kỳ sau Đặng Tiểu Bình. Khi đó, Hồ Cẩm Đào mới 49 tuổi, một nhân vật từ trước đó chưa có danh tiếng gì, đã nghiễm nhiên ngồi vào ghế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 14 vào tháng 10 năm 1942, làm dư luận trong và ngoài nước đều sừng sốt. Nhưng phải tới năm 2003 thì Hồ Cẩm Đào mới được Giang Trạch Đông trao lại chức Tổng Bí thư và tới năm 2007 mới được bàn giao chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bước lên đường công danh sự nghiệp nhờ sự nâng đỡ từ các tiếng nói lão thành trong Trung Nam Hải, Hồ Cẩm Đào cũng khó được khái quát theo một mô típ lãnh đạo cụ thể nào. Đến nay,
Tập Cận Bình, người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc, đã chính thức được xác lập vai trò lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tương tự như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tập Cận Bình được cho là đã củng cố được quyền lực trong Đảng, Nhà nước và kiểm soát được trong quân đội. Thông qua cuộc chiến chống tham nhũng, đả hổ diệt ruồi cùng những cuộc cải tổ quân đội quy mô lớn, khởi xướng khái niệm giấc mơ Trung Hoa và sáng kiến một vành đai, một con đường. Những chính sách mang màu sắc riêng của ông sẽ được kỳ vọng và trở nên rõ nét hơn ở nhiệm kỳ tiếp theo. Quý vị nghĩ sao về những lãnh đạo cầm quyền ở Trung Quốc? Hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Và đến đây thì hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!